đây bao cho mình có đây ra xong hết việc mà làm buồn lắm. Đấy, năm rau này về chưa nó xanh. Đây này nó còn hết lá đây, chiều đang mở hái bữa xong chiều để phun. Có lên mầm lên nõn gì đâu. Cái gì ăn? Các loại lá chị thích lắm. Em thích rau lắm vậy. Không không thích ăn củ quả. Ừ, cái cà rốt cà riết chị lại không thích đâu. Em cà rốt củ. Su hào em thích ăn đấy, nhưng mà ăn nhiều cũng chán. Su hào mùa này nó không không. Ôi hôm nay cà chua chín nhiều thế. Cà chua chín nhiều thế mà chín cá trên ngọn. Mấy ngày đi ra đây chín ghê. Các bạn thấy chồng được vặt cà chua tha hồ ăn chín nhỉ? Ừ. Trồng ở nhà có 20 cây mà sai lắm rồi. Gọi là đây có quả cà chua không? Khoai này này cũng trồng
vào hạt nhân của chị ơi, em đi về đây.
hàng ăn hết đi trời. Cửa hàng cho bà kia trước rồi. Chỗ này là mấy, chỗ này là 2 cân 2 cân 7.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này nó gói rềm hết. Đi con bố. Con gái nó ăn bánh trưng quả lắm đấy. Con thì ăn bánh trưng mà. Chứ ăn đồ nếp mà.
cho bánh trưng thích ăn. Từng bánh mình đã bắt đầu.